đuổi đánh, được dòng vàng cống rước qua sông. Từ đó đại hữu rực rỡ áng mây rồng, cũng từ đó đất Việt ta truyền giao thời vận. Thế rồi Đinh Bộ Lĩnh lớn lên xuất chúng toàn tài, xưng vương xuất trần, chiến trong nổi gió thanh bình, dâng cờ nghĩa chiêu binh, thập nhị sứ thu về trăm miền non sông nhất thống. Và từ đó dũng khí Hoa Lư đã đi vào đại chúng, sơn hà Đại Việt một dải hùng cường, văn hiến Hoa Lư ngàn phố truyền công. Một năm